Cứng khớp gối là triệu chứng cảnh báo các bệnh lý như là chấn thương đầu gối, viêm khớp gối, bất động khớp gối và gây cản trở sinh hoạt hàng ngày của người bệnh, hạn chế tầm vận động, điển hình là khó khăn trong các động tác co duỗi khớp gối. Việc thăm khám và điều trị cứng khớp gối kịp thời là rất cần thiết, bởi nếu tình trạng này kéo dài thì có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm như là mất khả năng vận động khớp hoặc là tàn phế. Vậy những nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này và phương pháp điều trị nào để điều trị cứng khớp gối? Những thắc mắc này sẽ được bác sĩ Bùi Thị Hà đến từ khoa phục hồi chức năng Bệnh viện Y Dược của Truyền Hưng Yên giải đáp ngay sau đây. Cứng khớp gối là tình trạng khớp đầu gối nó bị sơ dính và làm cho khớp gối là giảm hoặc mất tầm vận động của khớp gối, làm cho cái khớp gối của chúng ta bị co cứng và hạn chế cái sự vận động là co này, gập như cái khớp gối bình thường. Có thể là nguyên nhân là sau chấn thương của khớp gối và như là những trường hợp là bị đứt dây chằng này, giãn dây chằng này, vỡ sụn khớp hay là vỡ xương xung quanh cái khớp gối đấy, làm cho tình trạng của khớp đấy là bị giảm biên độ vận động và dẫn đến đau và hạn chế vận động. Nguyên nhân nữa là cái nguyên nhân của cái viêm khớp hệ thống, thoái hóa khớp. Viêm khớp ở đây thì có thể kể đến là cái viêm khớp dạng thấp hoặc là viêm dính khớp. Thông thường các dấu hiệu đầu tiên ấy là nó giảm cái tầm vận động của khớp gối, làm cho cái khớp gối của chúng ta không thể là co rồi là gập duỗi đấy ạ, như là bình thường được. Đau tại cái vị trí khớp gối đấy. Mà cái đau này ấy, thì thông thường xuất hiện vào cái buổi sáng mà sau khi bệnh nhân vừa mới ngủ dậy. Đấy, hoặc có thể khi mà thay đổi thời tiết, như thời tiết giao mùa ấy, từ nóng sang lạnh hoặc là từ thời điểm là mùa lạnh sang mùa nóng cũng vậy. Triệu chứng này thì nó thường kéo dài khoảng từ 15 đến 20 phút, có thể là lâu hơn. Ngoài các sử dụng như là các thuốc giảm đau, giảm viêm, giảm phù lề, thì bên cạnh đó là dùng các phương pháp như châm cứu, điện châm đấy ạ, xoa bóp bấm huyệt, chườm ngải. Và vật lý trị liệu thì có thể dùng các phương pháp như là điện xung, sóng ngắn, giảm sự đau và sưng nề cho vùng khớp gối, kết hợp với các bài tập vận động mang lại hiệu quả rất tốt.